Giây phút đầu là tìm anh yêu em, khi vừa thấy em anh đã thề với bản thân mình anh sẽ yêu thương em, yêu thật chân tình. Em ấm lòng khi anh đến gần, cầm tay em trao cho em lời nói yêu em, mỉm cười cảm ơn ông trời, cảm ơn đã cho em một tình yêu rất tươi. Dẫu cho mai sau thế giới ra làm sao, vẫn mong cho hai ta hoài có nhau. Dù đi đâu về đâu, vẫn có một tư ao, chúng ta sẽ yêu nhau đến bạc đầu. Sẽ yêu thương em, chỉ có em mà thôi. Nắm lấy tay anh đi, mình sánh đôi. Đèo cao hay biển khơi, sóng gió vẫn thế thôi. Anh sẽ đi bên em đến trọn đời. Giây phút đầu là tìm anh yêu em, khi vừa thấy em anh đã thề với bản thân mình anh sẽ yêu thương em, yêu thật chân tình. Em ấm lòng khi anh đến gần, cầm tay em trao cho em lời nói yêu em, mỉm cười cảm ơn ông trời, cảm ơn đã cho em một tình yêu rất tươi.
mai sau thế giới ra làm sao, vẫn mong cho hai ta hoài có nhau. Dù đi đâu về đâu vẫn có một ước ao, chúng ta sẽ yêu nhau đến bạc đầu. Sẽ yêu thương em chỉ có em mà thôi, nằm lấy tay anh đi mình sánh đôi. Đèo cao hay biển khơi sóng gió vẫn thế thôi, anh sẽ đi bên em đến trọn đời. Sống cho mai sau thế giới ra làm sao, vẫn mong cho hai ta hoài có nhau. Dù đi đâu về đâu vẫn có một ước ao, chúng ta sẽ yêu nhau đến bạc đầu. Sẽ yêu thương em chỉ có em mà thôi, nằm lấy tay anh đi mình sánh đôi. Đèo cao hay biển khơi sóng gió vẫn thế thôi, anh sẽ đi bên em đến trọn đời. Đèo cao hay biển khơi sóng gió vẫn thế thôi, anh sẽ đi bên em. Hãy tìm nhóm họ của đứa bạn trẻ Mạnh Hùng sánh duyên cùng Quỳnh Hương. Vì thế xin được trân trọng kính mời ông Chánh Tuy, giáo sứ Tư Tề vui lòng bước về sân khấu để có những lời phát biểu khai mạc buổi tiệc nhóm họ ngày hôm nay. Xin quý vị một tràng pháo tay và trân trọng kính mời ông Chánh. Ta xíu rồi của quý ban trùm cũng như là của quý ông bà, của anh em xa gần hiện diện nơi đây, đã nói lên rằng sự yêu mến của cha cũng như của các vị đó dành cho em và chúng con. Và con thấy nhận thấy rằng cái niềm vui này đang là cái bước đà mà cho chúng con tiến tới cho hai công việc của các cháu ngày mai và ngày mốt, tức là ngày mai ngày lễ cưới của con cháu của chúng con. Vậy con cũng xin là đại diện cho hai em của chúng con và gia tộc chúng con cũng xin chân thành cảm ơn cha xứ quý ông, ở trong này có cố là gia đình cũng như là quý ông bà cha bác đồng xa của tất cả bạn hữu anh em của xóm đã vui lòng nhận lời mời và tỏ những cái thời gian vàng ngọc mà đã đến với gia đình em chúng con như thế này. Chúng con xin chân thành cảm ơn và chúng con mong muốn rằng ngày mai rồi ngày mốt, tức là ngày tại nơi đây chúng con gia đình của con tiếp tục được đón tiếp cha như là của tất cả quý vị nhân dân nơi đây. Chúng con xin là những gia đình xin chân thành cảm ơn. Vui lòng bước về vị trí trang trọng nhất của buổi tiệc hôm nay để xin Thiên Chúa chúc phúc và thánh hóa những cổ tâm trân trọng kính mời cha. Và xin quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay để chào đón sự hiện diện của cha. Họ theo huyết tộc là có cô bác cậu gì hai bên nội ngoại, và họ theo linh tông có nghĩa là họ của những người đang làm công tác tông đồ, có chúng con rồi có sự tương quan của các vị ban hành giáo rồi quý sơ rồi các giới, đó là họ linh tông theo những người đang phục vụ thần linh. Cho nên xin Chúa chúc lành cho gia đình chúng ta, gia đình cả linh tông lẫn huyết tộc trong gian hôm nay. Nhân danh cha và con và thánh thần, amen. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa với đại gia đình ông trùm hôm nay lo nghiệp cho con cái. Xin Chúa chúc lành cho chúng con để thắt chặt tình đoàn kết yêu thương nhau và cầu cho các cháu được hạnh phúc trăm năm trong tình yêu vợ chồng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Nhân danh cha và con và thánh thần, amen. Xin chào và xin chúc mọi người vui và con đời. Xin chào. Chúng ta hãy cùng nâng ly và hãy cạn 100% để được thực sự chung vui và chúc mừng hạnh phúc cho đôi đôi nhân buổi tiệc nhóm họ chuẩn bị buổi lễ tân hôn hôm nay. Tôi xin được phép cổ vũ bằng lời đếm 1, 2, 3 do kính chúc các vị quý vị một bữa tiệc vui vẻ và thú vị nhất, mong hồng hưởng ứng trọn vẹn niềm vui buổi tiệc nhóm họ của đôi bạn trẻ Mạnh Hùng sánh duyên cùng Quỳnh Hương. Xin trân trọng cảm ơn toàn thể quý vị. Một sự hiến dâng tinh thần, thể chất và tất cả những gì có được của hai người nam nữ trao cho nhau một cách trọn vẹn và chân thành. Trong buổi tiệc nhóm họ ngày hôm nay, có được sự hiện diện của toàn thể quý vị chính là những hành trang quý báu và cần thiết góp phần tô điểm hạnh phúc cho đôi yên ương. Và theo phong tục cổ truyền, những buổi tiệc họp mặt, những buổi tiệc liên hoan mừng song hỷ như thế này có được sự hiện diện của toàn thể quý vị
làm cho đôi uyên ương. Nhận chân được thế nào là điều quan trọng, là giá trị của hôn nhân mà hội thánh đã phải nâng lên vợ chồng là đấng bậc. Vì thế giờ đây xin mời quý vị và các bạn cùng hướng về sân khấu để chương trình ca nhạc phục vụ buổi tiệc nhóm họ chính thức được bắt đầu. Và mở đầu chương trình ca nhạc hôm nay, trân trọng kính mời quý vị cùng nghe nhạc phẩm có tựa đề Khách đến chờ nhà. Bài hát này sẽ được thể hiện qua phần mở đầu chương trình của em trai ông chủ hôn và cháu của ông chủ hôn. Xin quý vị dành cho đôi song ca một tràng vỗ tay. Mây đi, anh đến trời nhà.
là cháu. Cháu gọi nãy gì mới gọi cậu? Gọi là chú ạ. Chú luôn. Hồi nãy là cha nói với ông Trùng là chỉ chơi một bài thôi để hàn huyên tâm sự. Nhưng mà khách đến chơi nhà bây giờ xin Phước Hưng ở đây. Đây cũng là khách. Nếu mà trong nhà này thì đây là đại diện cho chủ nhà. Nhưng mà nếu mà xếp đơn vị mà xứ đó thì ở đây là đón nhận khách, đúng không? Đến đây là làm khách ở xứ Thịnh Long luôn. Và nếu như mà hát hay như thế này thì làm sao lại ngưng được nhỉ? Có phải không? Nơi giờ nghe là ông Trùng, ông Tránh Thu nói là nếu mà cha cho chúng con là cả dòng họ tưng mừng suốt đêm luôn. Ở đây có cha phó, con thấy cha phó ở đây này, chơi văn nghệ này, các thứ ở đây chơi văn nghệ. Cho nên tuyên bố hôm nay chơi tưng mừng. Có được không chú? Vậy thì chú với cháu làm tiếp một bài tưng mừng. Nếu mà ai khiêu vũ bước lên đây đâu, khiêu vũ luôn được không? Con thì hay hát mà lại hát không hay. Ôi giờ đi xuống hết vậy. Cha xin khen rồi, để cha khó khen tí. Lâu rồi không được nghe cái giọng của quê nhà ta nhờ. Quê Nam Định nghe nó ngọt ngào quá. Xin cho thêm một bài nữa đi. Cô này cháu của chủ hôn. Xin cho một bài miền Bắc nhà mình đó hả? Đúng chuẩn bài gì mà quê mình là chơi tất. Xin cho một tràng pháo tay. Một ca sĩ này không đến từ miền Bắc à? Và cho đi xuống à? Thank you.
Thank you.
chiêm những ngọn sóng đời bằng khả năng hữu hạn của mình sẽ cảm thấy vỗ vào lòng vang vọng những yêu thương. Biển đời luôn luôn rộng mở tấm lòng. Thế nhưng để vào đời một cách hữu hiệu thì chỉ có một lối nhỏ. Mời quý vị các bạn cùng nghe nhạc phẩm Lối Nhỏ Vào Đời do phần góp vui của Cha Phó. Xin quý vị dành một tràng pháo tay. Kính thưa giáo sư và tất cả quý vị, bạn Hùng là phó ngoại của giới trẻ Vô Nhiễm, và bao nhiêu lần gặp gỡ thì cũng đã chia sẻ với nhau niềm vui nỗi buồn cùng với bạn Hùng như là các bạn trẻ đây. Nhưng mà cái tâm trạng của bạn Hùng mà đến ngày hôm nay đó thì mình thấy sinh hoa cái trái rồi, nhưng mà trong cái thời gian mà nó đang đơm nụ với lại là ra hoa đó thì hôm nay hát bài Lối Nhỏ Vào Đời, nhưng mà xin hát cái bài Lại Nhớ Người Yêu đó, nó thuộc cái tâm trạng cũng có một khoảng cách của bạn Hùng đấy. Tôi xin gửi đến cái bài này, Lại Nhớ Người Yêu. Nó đáng theo nhá. Vì sao anh nhớ thế này? Em hơi em
đang chúc cho ta ngày hạnh phúc. Cảm ơn em đã là cô dâu và cảm ơn em vẫn luôn bên cạnh. Cầm tay anh đi chung đến cuối cuộc đời. Chân thành ước mong rằng hai chúng ta không thể xa cách. Hãy cho anh những ngày hạnh phúc và những đứa nhóc ê à nói cười dưới ngôi nhà nhỏ xinh của hai chúng ta. Ngày hôm nay anh là chú rể khẽ hôn đôi môi ấm áp em cười giữa bao người đang chúc cho ta ngày hạnh phúc. Cảm ơn em đã là cô dâu và cảm ơn em vẫn luôn bên cạnh. Cầm tay anh đi chung đến cuối cuộc đời. Cảm ơn em đã là cô dâu và cảm ơn em vẫn luôn bên cạnh. Cầm tay anh đi chung đến cuối cuộc đời. Cầm tay anh đi chung đến cuối cuộc đời. Rồi thật lâu đêm nay dường như những ánh mắt muốn đi kiếm tìm nhau. Anh muốn nói với em những điều thật lớn lao, sẽ luôn ở đây nơi tim anh tình yêu bất tận. Phút giây anh nghẹn lời vì biết em yêu anh, và anh sẽ là người đàn ông của đời em. Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ. Vì yêu em, ngày mai anh thêm vững bước trên con đường dài. Em có nghe mùa đông những ngọn đèn vàng, anh nhớ em, anh nhớ em. Miên man bên trang thư tình gửi đến em, bạn đời ơi, anh mơ mỗi sáng tỉnh giấc mắt anh kiếm tìm, tai anh lắng nghe.
môi anh cất tiếng gọi và vòng tay anh rộng mở đón em vào lòng. Anh muốn nói với em những điều thật lớn lao, sẽ luôn ở đây nơi tim anh tình yêu bất tận. Phút giây anh nghẹn lời vì biết em yêu anh, và anh sẽ là người đàn ông của đời em. Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ. Vì yêu em, ngày mai anh thêm vững bước trên con đường dài. Em có nghe mùa đông những ngọn đèn vàng, anh nhớ kiếm tìm tay anh lắng nghe, môi anh cất tiếng gọi và vòng tay anh rộng mở đón em vào lòng. Rộn ràng hạnh phúc đang tràn dân, nồng nao lâng lâng sao xuyến đến ngập lòng. Ngày đám cưới đưa tình ta lên ngôi cao thắm trầu xanh đẹp duyên đôi lứa. Rộn ràng kiều rước dâu về dinh, ngân gian xa xa câu hát thăm đường tình. Tình kết trái đắm trời sáng non thơ, kỷ niệm xưa thật rồi như ta ước mơ. Nhớ không em trò chơi đám cưới ngày xưa, tóc cô dâu ta xuống cát bóng mười giờ, bên chú rể lên trần che lỏng vàng lá chuối, xây tổ ấm nguy nương mơ ước ngày nên đôi. Mỗi tờ son bạc đầu gian khó vẫn không sờn, ta một lòng bên nhau tình ta vẫn mãi xanh nồng nàn đậm sâu.
rộn ràng hạnh phúc đang tràn dâng, nồng nao lần lần sao xuyến đến ngập lòng. Ngày đám cưới đưa tình ta lên ngôi cao thắm trầu xanh đẹp duyên đôi lứa. Rộn ràng kiều rước dâu về dinh, ngân gian xa xa câu hát thăm đường tình. Tình kết trái đắm chùi xanh non thơ, kỷ niệm xưa thật rồi như ta ước mơ. Nhớ không em trò chơi đám cưới ngày xưa, tóc cô dâu thả xuống các bông mười giờ, bên chú rể lưng trần che lòng vàng lá chuối, xây tổ ấm uyên ương mơ ước ngày nên đôi. Mỗi tờ duyên từ đây gắn bó trầu cao đến trăm năm, thủy chung sắc son bạc đầu vàng khó vàng không sợ. Mỗi tờ duyên từ nay gắn bó trầu cao đến trăm năm, thủy chung sắc son bạc đầu gian khó vẫn không sờn. Ta một lòng bên nhau, tình ta vẫn mãi xanh nồng nàn đậm sâu. Gian khó vẫn không sờn, ta một lòng bên nhau, tình ta vẫn mãi nồng nàn đậm sâu. Con ơi ra đây mà xem, đám cưới chúng tôi rất tưng bừng. Bên đàn trai và bên đàn gái, ôi thiệt là quá xa đông vui. Bà con ơi ra đây mà xem, đám cưới chúng tôi đông quá trời. Đây cô dâu còn kia chú rể, hai họ cùng chúc mừng nâng ly. Đám cưới cô dâu thật là đẹp, xinh như hoa là bà xã tôi. Đây những vàng trao nàng đến nước. Kính thưa hai họ, theo phong tục của người Việt Nam chúng ta, và cũng được sự thống nhất của giữa hai gia đình, thì hôm nay hai họ chúng ta đến đây để tổ chức cái nghi lễ được bằng đính hôn, hoặc là có thể gọi là lễ hỏi cho cháu. Thì sau đây tôi xin nhờ lời là cho bên là cha. Con xin cảm ơn ông đại diện, và trước hết tôi cũng xin đại diện cho quý tộc họ nhà trai xin kính gửi đến quý ông bà cha bác nội ngoại của gia tộc họ nhà gái một là nhận cho chúng tôi một lời chào thân thương và lời kính trọng. Sự nhất trí của hai gia đình nên hôm nay họ nhà trai chúng tôi có mang một lễ vật ra sang trình trước quý vị, để rồi xin phép được trình bày lễ vật. Và trong ngày hôm nay lễ vu quy cũng như là lễ hỏi của hai con thì xin quý vị, tôi xin được mời các bạn trình.
thưa quý cụ ông cụ bà và quý tộc họ nhà đấy, trước chúng ta đây chúng tôi có ba phần. Thứ nhất là chầu rượu. Các cụ thường có câu biến chầu ở đầu phong chuyện, và vậy chúng tôi hôm nay muốn soạn sửa thì cái lễ quần này rồi sang trình với quý cụ rồi xin phép cho gia đình chúng tôi mang cái lễ vật này đến để rồi cùng với gia đình làm cái lễ vu quy, cũng như là có thể người bác chúng ta gọi là cái lễ hỏi, đây là cái cơ chầu. Còn đây là một trái cây và bánh, thì bây giờ gia đình chúng tôi muốn rằng cái đây là cái công sức từ bàn tay lao động của con người. Chúng tôi muốn dùng trái ngon quả đẹp rồi những cái phong bánh quý trọng nhất để rồi xin các cô ở bên gia đình họ nhà gái để rồi vì các vị đã sinh ra những người con mà hôm nay chúng tôi muốn được là làm con cái gia đình chúng tôi. Bởi vậy chúng tôi muốn dùng những thứ ngon vật đẹp này để rồi xin quý vị. Rồi đây cũng là của cái bánh con heo. Thì thực ra thì đây cũng là như tôi vừa trình bày, đây cũng là một cái công lao của con người, và đây cũng muốn trình quý cụ và mong rằng cũng muốn rằng đây cũng là cái thứ để rồi muốn dạy bảo con cháu chúng ta từ bàn tay vàng ngọc của các cháu, mà rồi các cháu sẽ cố gắng làm nên những thứ ngon và đẹp này để rồi xin thành. Và bên cạnh cái lễ vật này đó thì chúng tôi đây có một cái thứ trang sức, biết rằng cháu đẹp, cháu đã đẹp, nhưng rồi đây mẹ chồng cũng muốn rằng góp một chút phần mình gì đó để rồi trong cái này mà các con các cháu vào đời, và cũng là những trang xin quý vị, thì đây là một cái nhẫn mà rồi bố mẹ chồng muốn rằng muốn ra một cái kỷ vật đẹp nhất trong cái đời mình nhận được nhận đứa con này làm con dâu, cho nên rằng từ cái nhẫn vòng đôi bông rồi cái lắc thì bao gồm những thứ này xin quý cụ để rồi xin gặp nhắc quý cụ để rồi chào cầu cháu. Thì tôi cũng xin tiếp lời bên vị đại diện nhà trai, thì sau đây những cái lễ vật đã mang tới đây thì tôi sẽ để lại cho bên ông bà Trung, cái này là cái sự ưng thuận của ông bà Trung. Thành thử ra thì bây giờ theo như bên đại trai họ đã chỉ như thế thì ông bà thấy như thế nào? Cái sự xin lễ hôm nay họ nhà trai đưa tới họ nhà gái chúng tôi để cho cháu, hai cháu ngày bước đầu chuẩn bị bước vào một gia đình mới. Đúng, quý vị đưa ra đây heo quay, câu, trầu, rượu, trà, bánh ngọt đều nói lên những cái sự công sức mà con người làm ra và những ngày đầu để các con nối tiếp. Hôm nay xin cảm ơn họ nhà trai đã được đến vật đầy đủ và chúng tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Xin cảm ơn họ nhà trai. Như ông bà Trung thì cũng đã nhất trí là như thế. Thì bây giờ tôi xin được phép để mời cháu ra để trình diện quý cụ ông bà hai họ. Thì xin mời quý vị đưa cháu ra để ra mắt hai họ. Hay để khích lệ cho cháu bước ra để chào quý cụ ông bà. Chú để cho đại tiên ra chào hoan. Hai em đứng giữa đi, nhìn nhau đi. Không giao tiếng á, chú đại lùi lại xíu, chú đại lùi lại rồi hai em quay vô nhau, nhìn nhau đi đúng rồi, chào hoa. Rồi hai em xoay mặt ra đây, cúi đầu xuống chào hai họ đi, cúi đầu xuống vỗ tay à, vỗ tay. Và tiếp theo chương trình thì về cái phần mà trang sức cho dâu mới của ông bà bên mà nhà trai, thì tôi xin được dời lại chút xíu để là chúng ta làm lễ tạ ơn nghi thức tạ ơn Thiên Chúa sau, và nghi thức kính nhớ tổ tiên xong thì chúng ta sẽ tiếp tục cái phần này. Thì xin mời tất cả hai họ chúng ta đứng lên để cùng với hai cháu
làm cái nghi thức tạ ơn Thiên Chúa cũng như tạ ơn cái nhớ tổ tiên. Hướng dẫn con tìm đến trời cao, con hằng hướng nào. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con biết danh Cha cả sẽ có ở chúng con. Xin Cha để chúng con xa chưa cam dồn, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự tử. Kính mừng Maria đầy ơn phước lên Chúa Trời, cùng bà và con phúc la mọi người nữ bà Giêsu ăn lòng bà phúc la. Chúa Trời ạ, bà và con phúc la mọi người nữ bà Giêsu ăn lòng bà phúc la. Kính mừng Maria để ơn Chúa Trời cùng bà và con phúc la mọi người nữ bà Giêsu ăn lòng bà phúc la. Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Con Chúa vô cùng mà bây giờ và có và đời đời trong cùng Amen. Lạy Nữ Vương Mẹ Nhân Lành. Bài trích thư Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô. Hỡi những kẻ làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ trong Chúa. Đó là lẽ phải. Hãy thảo kính cha mẹ ngươi. Đó là giới răn thứ nhất kèm theo những lời hứa rằng để ngươi được phần phúc và sống lâu dài trên mặt đất. Đó là lời Chúa. Cảm ơn Chúa. Lạy Thiên Chúa là tình yêu. Hôm nay gia đình chúng con đã được tình yêu Chúa tôn đổ kết nối và thăng hoa. Xin Chúa luôn đồng hành biệt hai cháu Quỳnh Hương và Mạnh Hùng, luôn tâm đầu ý hợp, biết lắng nghe và vâng phục thánh ý Chúa. Nhờ đó, mái ấm của gia đình sau này luôn vui tươi và hạnh phúc. Nhờ lời chuyện cầu của mẹ Maria và thánh cả Giuse, chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Cây có cội, nước có nguồn. Con người sinh ra có cha có mẹ. Trong ngày lễ đính hôn của hai cháu Quỳnh Hương và Mạnh Hùng hôm nay, chúng ta cầu xin Chúa thương chúc lành cho hai cháu được sống xứng đáng là con thảo trong hai gia tộc. Yêu mến và kính trọng ông bà cha mẹ là giới răn của Chúa truyền dạy mọi Kitô hữu phải tuân giữ. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho đôi trẻ cử hành nghi thức gia tiên hôm nay biết sống xứng đáng là con thảo đối với ông bà cha mẹ. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Cầu xin Chúa thương nâng đỡ giúp chúc lành và trả công bồi hậu cho những người đã dày công nuôi dưỡng và giúp đỡ cho hai cháu đến ngày hôm nay. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Thiên Chúa là Cha rất nhân từ, Chúa hằng chăm sóc chúng con. Chúa đã ban cho chúng con tổ tiên, ông bà, cha mẹ như những mẫu gương của đời sống gia đình. Xin Chúa thương trả công bồi hậu cho các ngài thay cho chúng con. Và cũng xin chúc lành cho hai cháu. Xin Chúa thương gìn giữ hai cháu trong mọi hoàn cảnh đời sống, xứng đáng là những người con thảo trong gia tộc. Chúng tôi Chúa chúng con. Amen. Cho con làm người bàn tay cha nâng đỡ chờ che. Cho con vào đời mẹ tình mẹ.
trời, vinh quang lúc thành bài. Nguyện Chúa xuống muôn ơn cho cha mẹ của con được mãi mãi an khang, đi qua từng năm tháng, dù đời bao sóng gió thì lòng con vẫn nhớ trọn niềm tin yêu Chúa để đáp ơn tình mẹ cha. Em họ chúng ta ăn quả, hai cháu chúng ta về về lễ của hai cháu thì hai cháu sẽ rước vì thời gian nó không có nhiều. Thành thử ra thì hai cháu sẽ rót rượu cho hai bố mẹ hai bên thôi. Còn các ông các bà của ông chú bác thì xin để lại cho ngày mai. Thì giờ hai cháu cụp tay cái đi cho cụp liên cái rồi bật tay cái cho nó rôm rả tí xíu. Rồi chúng ta về cô dâu nó, cô dâu nó mà này. Rồi xin cảm ơn hai ông bà thân phụ của hai cháu. Và tiếp đến thì cái phần hình thức thì cũng vẫn còn một chút lễ đây. Thì cũng mời ông bà bên thằng trai những cái lễ vật mình để cho cháu kỷ niệm trong ngày lễ đính hôn. Thì xin ông bà đem cho hai cháu, cho cháu. Bố phát biểu đi bố. Bố phát biểu đi là bố mẹ có chúc quà để trao cho hai con làm lễ hôm nay đính hôn, thì bố mẹ có chúc quà để tặng cho hai con, thì mẹ đeo cho con đầu tiên đeo bông trước. Bấm lỗ tai cho con mẹ con đeo rồi kêu bố là bố không chứ kiến lý rồi. Con dâu đứng tiếng qua đây một xíu đi. Để xíu này thì mời được bà. Rồi, mẹ mẹ đứng tiếng lên mẹ ơi, mẹ đi tiếng lên. Rồi. Thank you.
cháu hùng cháu đó cũng ngồi rồi. Chậm chậm mẹ ơi, nghe ra chậm chậm. Cứ nhận ra đeo từ giờ đến tối thì được con nó vẫn đến được chờ. Rồi con đeo ôm mẹ chồng về, cảm ơn mẹ chồng đã đi xin quý hai ngoại chúng ta ta lại phát tay để chúc mừng cho hai mẹ con. Không có nhiều nhưng đây cũng là muốn là một cái kỷ vật mà trong ngày đẹp nhất mà mẹ bố mẹ cũng trao cho các cháu qua cái lễ vật đó. Rồi bây giờ gia đình chúng tôi cũng là có một chúc gọi là tiền trợ để rồi cũng xin phép được cùng với quý ông bà gia đình nhỏ là gái đây thì rồi trong cái ngày vu quy của cháu hôm nay cũng xin mời. Xin cảm ơn bên họ nhà trai thì ông bà chung đây cũng đã nhận phong bì và vâng nhiều lắm. Bây giờ quý vị nhà trai này đưa lên một cái phong bì mà nó để cũng dày dày chất nhiều thì thôi thì em sẽ xin nhận và xin gửi lại hai cháu hai con cầm đi thôi. Đây con là cầm đi thôi nhé. Cảm ơn. Xin cảm ơn ông bà ông chung rất nhiều đã cho là cho cháu cho hơn cả hai cháu. Hai cháu cứ giữ lấy để làm món quà gọi là kỷ niệm và cũng như là cái tí vốn để trước khi bước vào một gia đình mới. Và giờ đây chương trình chúng ta cũng đến đây cũng sẽ tạm xin khép lại và xin mời quý ông quý bà chúng ta ngồi uống nước nhâm nhi một chiếc trái cây để cho anh ơi ra đây mà xem đây nè. Gì đó em? Em nói tới đây em nói mà nghe đây nè. À đây, anh đây, nói gì thì nói đi. Làm sao bướm bay chập chờn, đàn chim non véo con ngọn tre, khăn màu son, áo màu vàng. Ơi bà con đến xem mùa cưới, chân hai công, tay dù hồng. Lâu thật lâu mới thấy được một ngày vui. Ô sáng hôm nay quê tôi ra xem, cô dâu con ni trang ni miều, cô dâu non non dung nhan mặn mà. Chà, nhà ai có ông dề quý? Chà, nhà ai có cô dâu hiền? Ô ngô thấy có con lợn quay. Xôi đầy mâm, câu đầy buồn. Đầy muôn vui hiếm hoi ngày cưới, trông thật hay, trông buồn cười. Ra mà xem mới thấy được cả niềm vui. Anh ơi,
tình tôi ơi, anh ơi, xem người ta họ cưới nhau rồi. Anh ơi, người tình tôi ơi. Nước và hàng trái tây. 1-2 phút nữa rồi chúng ta sẽ ra nhà thờ, vì cái bầu không khí của gia đình nhà chú con nó hơi chậm. Thầy trên bán với cái đồ thả hóa, cho nên là cái không khí nó không được mát. Trên mong cái sự thương con ngon của sự đã sự hiện diện đây là chú con rất là hạnh phúc lắm rồi. Rồi chúng ta ráng hy sinh để con cháu khoảng 2-3 phút nữa là chúng ta sẽ ra nhà thờ. Một lần nữa con thay mặt gia đình, thằng gái xin cảm ơn quý họ nhà cha. Nhà thờ cũng như nơi thánh đường và giáo xứ chúng con để chúng ta cầu nguyện cho hai cháu trong ngày đi hôm nay. Tôi xin mời quý cô quý ông bà. Đẹp làm sao bướm bay chập chờn, đàn chim non véo con ngọn tre, khăn màu son, áo màu vàng. Ơi bà con đến xem mùa cưới, chân hai cong, tay dù hồng. Lâu thật lâu mới thấy được một ngày vui. Ô sáng hôm nay quê tôi ra xem, cô dâu con ni trang mỹ miều, cô dâu non non dung nhan mặn mà. Chà nhà ai có ông dề quý, chà nhà ai có cô dâu hiền. Ô cô thấy có con lợn quay, xôi đầy mâm, câu đầy buồn. Đây nguồn vui hiếm hoi ngày cưới, trông thật hay, trông buồn cười. Ra mà xem mới thấy được cả niềm vui. Anh ơi, người tình tôi ơi, anh ơi, xem người ta họ cưới nhau rồi. Anh ơi, người tình tôi ơi, anh ơi, chuyện chúng mình đã tính sao chưa? Em ơi, tình tôi ơi, em ơi, xem người ta họ cưới nhau rồi. Em ơi, người tình tôi ơi, em ơi, chuyện chúng mình cũng tính đi thôi. Anh ơi, người tình tôi ơi, em ơi, chuyện chúng mình cũng tính đi thôi. Chuyện chúng mình cùng tin đi thôi. Duyên xóm thắm xe tơ hồng
xây chứng mỗi nỗi câu vuông tròn. Tình yêu như tiếng gọi qua bao đời, như gió biển khơi ngàn năm đưa lời réo vang núi đồi. Yêu thương lứa đôi, tình yêu thương lứa đôi, yêu thương nơi trần thế là gương soi yêu thương của trời. Ngài cho người gặp nhau, thương nhau hiến trao cuộc đời. Anh em hãy cảm tạ chi ơn. Ước chi
lời Đức Kitô ngự cho anh em các dồi dào với tất cả sự khôn ngoan. Anh em hãy dạy dỗ và chỉ bảo lẫn nhau với lòng tri ân. Anh em hãy dùng những bài thánh kinh, thánh thi và thánh ca để hát mừng cảm tạ Thiên Chúa trong lòng anh em. Tất cả những gì anh em làm trong lời nói cũng như trong hành động, tất cả mọi sự anh em hãy làm vì danh Chúa Giêsu. Nhiều người mà tạ ơn Thiên Chúa Cha. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Thì hoa hồng tượng trưng cho tình yêu
và chả biết là Đức Mẹ có yêu mến hoa hồng không. Nhưng mà thường là người ta luôn gắn liền Đức Mẹ với hoa hồng. Chắc chắn là Chúa cũng yêu hoa hồng. Vì tình yêu của Chúa tuyệt vời, lòng thương xót của Thiên Chúa phủ khắp trên đời sống của con người. Thiên Chúa Đức Giêsu Kitô đến trần gian và Ngài đã mang yêu thương của Chúa vào trong tâm hồn của con người và làm cho thế giới này xinh đẹp lên nhờ tình yêu. Cho nên là chúng ta nói với nhau tâm tình đó. Dẫu sao thì hoa hồng thì nó cũng héo thôi, nhưng có điều rằng tình yêu chắc chắn là không có héo. Vì nó mà héo thì chết đi. Vì vậy cho nên là chúng ta sẽ luôn chạy đến với mẹ Maria, chạy đến với Chúa Giêsu. Thế cha em nói với chúng con tâm tình đó. Bởi vì chỉ có tình yêu của mẹ Maria và tình yêu của Chúa Giêsu, con của mẹ, mới thực sự nâng đỡ cho chúng ta. Và chúng ta nói với nhau là hoa hồng bao giờ nó cũng đi theo gai của nó cả. Nếu hoa hồng không có gai thì không phải là hoa hồng đúng nghĩa của nó. Nó đẹp thực sự thì gai hoa hồng ấy nó bảo vệ cho cái đẹp của hoa hồng. Vì vậy cho nên là đôi khi ta cũng sợ những trắc trở, những đau khổ, những hy sinh. Nhưng mà chính điều đó mới làm cho tình yêu trọn vẹn ý nghĩa của nó. Khi Chúa Giêsu đến trần gian thì tất cả mọi đau khổ Chúa gánh, Chúa gánh chịu tất cả. Và chính điều đó thì làm cho tình yêu Chúa tuôn đổ trên chúng ta mới trọn vẹn được. Và mẹ Maria khi đón nhận lời của ông Simeon như những nữ lương tâm thấu lòng mẹ, thì tình yêu của mẹ cũng tuôn đổ trên con cái của người ở trần gian. Chứ gì chúng con sống tâm tình đó. Cuộc sống ngày nay quả thật là nó nhiều gai góc. Chúng ta phải chấp nhận điều đó. Nhưng còn đối với người Kitô hữu, chúng ta không sợ những điều đó. Bởi vì chúng ta đón nhận nó trong tình yêu của Chúa và tình yêu của mẹ Maria. Chính tình yêu của Chúa và mẹ Maria giúp cho chúng ta hiểu được tất cả những gì chúng ta đối diện với nó. Nó không làm gì được chúng ta thì chúng ta luôn luôn sẵn sàng để hy sinh cho nhau. Chúng ta luôn sẵn sàng để tha thứ cho nhau. Chúng ta luôn sẵn sàng để có vợ bên nhau, để nghe nhau, để hiểu nhau từ chút một trong cuộc sống. Cho nên là luôn cầu nguyện cho chúng con sẽ ở bên nhau mãi trong suốt cuộc đời. Thế nên là chứ gì với tin mừng hôm nay, Chúa đã nhắc nhở không phải chỉ là những lời mà là những hành động. Cho nên là chúng con sẽ tập những gì mà hôm nay chính cô dâu con đọc lên bài đọc của Thánh Phaolô gửi cho tín hữu Colosse. Dây thiện toàn của đời sống con người mang đến hạnh phúc, đó là tình yêu. Và tình yêu đó chúng con kiến thức vào nơi Chúa và nơi mẹ Maria. Cho nên hãy trung thành với những lời thiên văn cô, hãy trung thành với thánh lễ. Bởi vì chính trong thánh lễ ta sẽ gặp lại chính mẹ Maria, mẹ dẫn chúng ta đến với Chúa Giêsu. Và chính Chúa Giêsu chúng ta đón nhận thánh thể. Thánh thể là tình yêu, là chính Chúa ở với chúng con sẽ nâng đỡ cho chúng con. Chắc cũng sẽ còn những điều chúng con cần phải vượt qua để xây dựng tình yêu của mình. Nhưng đừng sợ, nhưng mà hãy tin tưởng có Chúa ở với chúng con, có mẹ ở với chúng con. Và hôm nay có cả quý ông bà, cô bác, chú dì, bạn bè của chúng con, những con người đã sống trong tình yêu, đã hiểu thế nào là những hy sinh, tha thứ, những đón nhận, cảm thông cho tình yêu. Điều ấy làm cho tình yêu lớn lên. Cho nên chúng con cũng cố gắng khiêm tốn và chúng con lắng nghe ông bà, cha mẹ, cô bác, chú dì chia sẻ cho mình cách để mình có thể đón nhận những gai góc của trong yêu thương, nhưng biến nó thành những niềm vui trong cuộc đời của mình. Thế nên là thánh lễ chiều nay cầu nguyện cho chúng con điều đó, cầu nguyện để chúng con luôn tin tưởng và phó thác tình yêu mình ở trong tình yêu của mẹ Maria và Chúa Giêsu. Chắc chắn chúng con sẽ tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Hãy cố lên, hãy mạnh mẽ và kiên vững trong cuộc sống. Bên cạnh chúng con có mẹ Maria, có Chúa Giêsu. Bên cạnh chúng con trong cuộc đời chúng con có giáo hội, có ông bà, cha mẹ, cô bác, chú dì hiện diện trong thánh lễ này,
hiện diện trong tiệc cưới chiều nay nữa không phải chỉ là hiện diện cho có, mà là cả tình yêu khao khát mong ước nguyện cầu để cho chúng con luôn luôn có được trọn vẹn niềm hạnh phúc của mình đến suốt cuộc đời. Tin rằng điều đó, những gì chúng con đã dành cho nhau trong yêu thương, hãy tiếp tục để nuôi dưỡng nó, cho tin tưởng rằng hạnh phúc sẽ đến với chúng con trọn vẹn. Xin Chúa chúc lành cho tình yêu của chúng con. Và trong tâm tình đó thì giờ đây, mời cộng đoàn chúng ta cùng sốt sắng để tham dự nghi thức hùng phối cho anh chị này. Các con cùng nhau đến nhà thờ để ý muốn kết hôn của các con được Chúa củng cố bằng một ấn dấu linh thánh trước mặt cửa lá thiên của hội thánh và cộng đoàn. Linh vị cầu giác cầm tay ba phúc lành cho tình yêu phu phụ của các con và dùng bí tịch đặc biệt mà làm cho các con nên phong phú và vững mạnh để các con mãi mãi chung thủy với nhau và đảm nhận những trách nhiệm khác của hôn nhân như chính người đã dùng bí tịch thanh tẩy mà thánh hiến các con. Bởi vậy trước mặt thánh cha hỏi các con về ý định của các con. Anh Tô Nguyễn Mạnh Hùng và Maria Nguyễn Thị Việt Hương, các con đến đây để kết hôn với nhau. Các con có bị ép buộc không? Thưa không. Thưa không. Các con có hoàn toàn tự ý và tự do không? Thưa có. Thưa có. Khi chọn đời sống hôn nhân, các con có sẵn sàng yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời? Thưa con. Thưa con. Các con có sẵn sàng yêu thương và đón nhận con cái Chúa sẽ ban và giáo dục con cái theo luật Đức Kitô và Hội Thánh không? Thưa con. Thưa con. Vậy bởi vì các con đã quyết định thiết lập một giao ước hôn nhân thánh thiện, các con hãy nắm tay nhau và nói lên sự tương thuận của các con trước mặt Thiên Chúa và Thánh. Anh Anto của Thánh Hùng nhận em Maria Nguyễn Thị Quỳnh Hương là vợ của anh và hứa sẽ giữ lòng trung thủy với em khi thịnh vượng cùng nhau lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để được yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời. Nhà anh An Tô Nguyễn Mạnh Hùng là chồng của em và với giữa lòng trung thủy với anh khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời. Xin Chúa ở thượng nhân hầu chứng y sự ưng thuận các con vừa tỏ bày trước mặt hội thánh và xin Chúa tuôn đổ phúc lành của Ngài trên các con. Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp và người không được phân biệt. Những thứ này mà các con sắp trao cho nhau làm dấu chỉ của lòng tình yêu và lòng trung thủy. Yeah.
hôn nhân, để sự phong phú chân chân của đời sống vợ chồng làm tăng số các biên từ Chúa. Lạy Chúa, do sự quan vọng và nhờ ân dụng bằng những cánh tinh hết sức kỳ diệu, Chúa định lệ lối cho cả hai điều này, là cho muôn vật được sinh ra để yên cô thế gian, và cho con người được tái sinh để làm cho hội thánh thêm đông số. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, nhờ người cùng với các thiên thần và toàn thể các thánh, chúng con hát bài ca chúng cùng Chúa và không ngừng tung hô rằng: Yeah.
ân sủng trên anh chị đây vừa kết hôn trong đức Kitô. Xin cho anh chị vừa được liên kết bằng giao ước thánh, được hòa thuận thương yêu nhau. Mời đưa kết hôn cho con cùng. Chúa đã dựng nên cho người nam một người chờ ta bất khả phân ly là người nữ, để họ không còn là hai mà là một. Chúa đã dùng màu nhiệm cao cả mà thánh nhiên sự phối hợp vợ chồng, để trong giao ước hôn nhân Chúa bao trước uy tín của đức Kitô và hội thánh. Lạy Chúa, nhờ Chúa người nữ được kết hợp với người nam, và Chúa ban cho xã hội Chúa thiết lập lúc khởi đầu này được hơn phúc lành, là phúc lành duy nhất đã không bị hình phạt do nguyên tố lớn ban anh đây còn tùy lấy đi. Xin thương nhìn đến các tôi tớ Chúa đây đã liên kết với nhau để chung sống đời vợ chồng, đang cầu mong được hương phúc lành của Chúa. Xin đổ ơn Chúa thánh thần xuống trên các tôi tớ Chúa, để nhờ có tình yêu Chúa chan hòa trong tâm hồn các tôi tớ tìm thấy quyền thương được ơn biết sống yêu thương thôn hòa, luôn nói gương các thánh nữ được ban dương trong thánh kinh. Xin cho người chồng thật lòng tin tưởng vợ mình, nhìn nhân chim là người ban bình đăng đồng hương xương sống, biết tin trọng chi cách xương đăng và luôn yêu thương chi bằng chi tình yêu đức Kitô yêu thương hộ thanh. Bây giờ đây lạy Chúa, chúng con lại xin Chúa cho các tôi tớ Chúa được kiên trì gắn bó với đức tin cùng các quân lệnh của Chúa, và nhờ chung tin họ yêu với nhau, họ yêu thương đời sống vẹn toàn, nhờ sức mạnh tin mừng cùng con họ nên nhân chứng tốt lành của đức Kitô trước mặt mọi người. Xin cho và sau cùng khi đã tới tuổi già mong ước họ được về nước trời hương cuộc sống của những người được Chúa chúc phúc. Chúng con cầu xin nhờ đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Đây chi khi Chúa nay đang xoa tội trần nhân, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên thiên Chúa. Lạy Chúa, con thành nên Chúa lỡ và mẹ con, nhưng khi Chúa phán một lời thì lấy họ con sẽ lành.
ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa nhờ quyền lực cô y lê này, xin Chúa lấy lòng yêu ai thánh thiện theo dõi những tình chế Chúa đang quan phòng thiết lập để những người Chúa cho liên kết thành một con đoàn thánh thiện và đã bao nhiêu bằng cùng một bánh và cùng một chén cũng được Chúa làm cho nên tâm đầu y hợp trong một tình yêu. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Giờ đây một lần nữa chúng ta xin Thiên Chúa cảm cha để lòng nhân ái là chính tình yêu chúc phúc cho anh chị trong thánh lễ hội khối chiều nay cũng như chúc lành cho tất cả chúng ta. Chúa cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa là cha hằng hữu tình như anh chị hòa thương yêu thương nhau để bình an của Đức Kitô ở cùng anh chị và mãi mãi lưu lại trong nhà anh chị. Amen. Xin cha anh chị được hưởng phúc lành nơi con cái, được bạn bè nâng đỡ và thực sự hòa hợp với mọi người. Amen. Xin cha anh chị nên nhân chứng tình yêu của Thiên Chúa nơi thế gian để những người đau khổ đói nghèo nhìn thấy anh chị nhân hậu ngày kia sẽ biết ơn mà đón tiếp anh chị vào lòng đại vinh cửu của Chúa. Amen. Và xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Trong tình yêu
Thiên Chúa bao la tuyệt vời, nắm tay nhau cùng hẹn lời mến yêu trọn đời. Xin cho nàng chung câu ân tình xây đắp gia đình, sống bên con qua những buồn vui, vững tin ngày mai. Trong tình yêu Thiên Chúa bao là tuyệt vời, nắm tay nhau cùng hẹn lời mến yêu trọn đời.
sức khỏe và lời cảm ơn chân thành nhất. Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Nguyễn Hoàng Trung và Nguyễn Thị Nguyệt là song thân của cô dâu đại diện cho gia đình nhà gái. Kính chúc vui cho buổi lễ của quy của Quỳnh Hương và Mạnh Hồng, hai gia đình cô dâu và chú rể cùng ban tổ chức rất hân hạnh được chào đón sự hiện diện đông đủ của tất cả quý vị khách mời đã hiện diện trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, thay lời cho gia đình, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và xin được gửi lời cảm ơn đến sự hiện diện của quý vị đến từ Melbourne, Australia, nơi cô dâu đang công tác. Sự hiện diện của quý vị khách mời đến từ tỉnh Nam Định, Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, cũng như tất cả quý vị đến từ các huyện thị, thành phố Bà Rịa và thành phố biển Vũng Tàu. Một tràng pháo tay lớn nữa dành tặng cho tất cả quý vị có mặt trong buổi tối hôm nay. Xin cảm ơn những tràng pháo tay của quý vị. Kính thưa quý vị, hôn nhân là sự ràng buộc vô hình mà Thiên Chúa đã thắt chặt cả hai trái tim thành một để cùng nhau chia sẻ những lo toan vất vả trong cuộc sống. Tình yêu của cô dâu Quỳnh Hương và chú rể Mạnh Hùng cũng vậy. Tình yêu của họ đã được thánh hóa trước bàn thờ Thiên Chúa tại thánh đường giáo xứ Hải Xuân vào lúc 17 giờ ngày 27 tháng 5 năm 2019, và hôm nay được sự tham dự đông đủ của tất cả quý vị, đó là niềm vui, niềm vinh hạnh của hai bên gia đình. Và thưa quý vị, để đáp lại lòng nhiệt tình, sự ưu ái của tất cả quý vị khách quý gần xa, chúng tôi xin được kính mời ông Nguyễn Hoàng Trung sẽ đại diện cho hai bên gia đình có đôi lời cảm tạ của quý vị. Xin trân trọng kính mời ông. Xin đại diện cho hai gia đình xin gửi lời chào và lời cảm ơn tới quý cha, quý sơ, quý khách, quý vận viên hài họ, quý hồn hồn trong hội trường buổi tối ngày hôm nay. Lời chào thân thương và lời cảm ơn sâu sắc. Trong một không khí thân thương, đường xa cũng xa mà thời gian thì cũng rất hạn hẹp, nhưng trong tình thương yêu, hôm nay quý cha và quý sơ đang hiện diện trong bữa tiệc vui để cho hai gia đình chúng con đang hiện diện và để chúc mừng, cũng như hiện diện nơi đây để chúc phúc cho tình yêu của hai con chúng con Quỳnh Hương và Mạnh Hùng hôm nay và mãi mãi. Một lần nữa hãy cùng gia đình chính cảm ơn cha và quý sơ. Chỉ một lần chúng ta cho cha có bay để chúc mừng quý cha và quý sơ. Kính thưa quý khách, kính thưa quý quan viên hài họ, kính thưa quý hội hôn, kính thưa quý ông cô, quý ông bà, cha bác, cô dì, anh chị em và toàn thể các bạn trẻ trong hội trường buổi tối ngày hôm nay. Trên đài đài đây, hai gia đình chúng tôi, cô dâu một chú rể nhìn xuống, tình thương yêu bao la của quý vị đã giảm cho hai gia đình chúng tôi trong buổi tối ngày hôm nay. Đặc biệt đã vào trong hôn trường và đứng trên đế đài đây, cơn mưa bắt đầu đổ xuống thật là tuyệt vời để so với những nỗi dịu nóng lạnh và bức bức mà chúng ta đang ngồi hôm nay. Sự hiện của vị hôm nay trong buổi hôn trường buổi tối ngày hôm nay đã nói đến tất cả quý tình thương yêu và lòng quảng đại mà quý vị đã dành cho hai gia đình chúng tôi. Một lần nữa xin thay mặt gia đình xin chúc quý vị buổi tối thật vui và một tiệc thật ngon miệng. Xin chân thành cảm ơn. Và giờ đây con xin trân trọng kính mời cha Đinh Sư Hải Xuân lên sân khấu để làm phép và thay hóa của anh và chúng con tối hôm nay. Xin trân trọng kính mời cha. Nhân dân cha và con và thánh thần,
Lạy Chúa, xưa Chúa đã hiện diện trong tiệc cưới Cana cùng với mẹ Maria và đã mang đến niềm vui trọn vẹn cho đôi bạn trẻ. Giờ đây chúng con cũng tin tưởng mẹ Maria và Chúa cũng hiện diện trong hôn trường này và cũng chúc lành cho tình yêu của đôi bạn trẻ, anh chị An Tôn Mạnh Hùng và Maria Quỳnh Hương. Xin Chúa đón nhận tâm tình yêu thương của tất cả chúng con hiện ý trong bữa tiệc này. Và xin Chúa chúc lành cho anh chị trọn vẹn hạnh phúc hôm nay đã mãi mãi trong cuộc sống. Xin lạy thánh hóa của anh chúng con đánh nhận để chúng con cũng chia sẻ tất cả tâm tình của chúng con muốn dành cho gia đình hai bên và đặc biệt cho cô dâu chú rể hôm nay. Chúc con cầu xin về Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Nguyên nhân cha và con và thánh thần. Kính thưa quý vị, hương vị ngọt ngào của chiếc bánh cưới, hương vị đồng đàn của ly rượu champagne, đó sẽ là một sự ngọt ngào đồng đàn trong tình yêu và hạnh phúc mà Quỳnh Hương và Mạnh Hùng đã chọn đời gửi tặng cho nhau. Tiếp theo đây, xin mời quý vị cùng chứng kiến cô dâu chú rể tiến hành nghi thức cắt bánh cưới và rót rượu mừng hạnh phúc trong lễ vu quy. Và hôm nay thật lớn để mừng cho hạnh phúc của người đưa vào mình thông gia giữa hai